Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là gỡ ghim cho mọi người xem ha. Thì mặt sau này, ở phía sau của cái bấm ghim này nè, nó sẽ có một cái phần lưỡi gỡ ghim. Và cách gỡ ghim cũng rất là đơn giản. Đây. Đấy, mình chỉ việc sâu vào trong cái phần giữa ghim như vậy. Thì ghim sau khi mà ghim nó đã vào trong đây rồi, mình sẽ đẩy mặt nó lên. Đây là nó đã ra rồi, rất là dễ phải không mọi người? Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người xem ha. Mình đẩy nhẹ vô nè. Rồi xong mình đẩy lên nè. Đấy, làm cái còn lại nè. Rồi cái này luôn. Đấy, rất là dễ dàng. Đấy. Các bạn nhỏ cũng có thể là thao tác gỡ ghim được luôn nha. Đấy. Đây nha. Rồi mọi người có thể là xem lại cái mẫu mã của nó nè. Đấy. Rồi nó có hai màu cho mọi người tham khảo.